Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình, những chiếc xe cơi nới thùng cả mét lưu thông như chỗ không người ngoài đường và chạy tốc độ cao là thực trạng diễn ra hàng ngày trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố Hà Nội. Một điều khá lạ lùng, mỗi khi phát hiện lực lượng xử phạt, chỉ ít phút sau, những chiếc xe cơi thùng quá tải liền ngừng hoạt động. Vì sao lại xảy ra tình trạng trên? Ghi nhận của VTC14. Sau hơn 5 phút cấm chốt, lực lượng liên ngành thanh tra giao thông vận tải và cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã phát hiện 3 xe chở quá tải và cơi nới thùng. Trong quá trình lưu thông, các xe này đã để rơi vãi vật liệu ra đường. Do vật liệu là múc ở thuyền nên nó hơi ướt, nước nó chảy, mình không thể bịt kín được. Nước nó chảy nó dò ra thì bọn cái này cũng chúng tôi có sai sót nhưng không tránh được. Ghi nhận cũng cho thấy có những phương tiện cơi nới cao tới gần 2 mét. Chiếc xe mang biển kiểm soát 29C47333 là một điển hình. Không chỉ cơi nới thùng, chiếc xe này còn chở vượt thành thùng. Hôm nay mới chạy để về để mới có chỗ bãi để đỗ để cắt bỏ cơi nới, nhưng mà là mới vừa rồi là cũng không có chạy đâu, không chạy. Xe nghỉ. Cơi nới này thì chở theo được khoảng 30 khối à? Cơi nới này thì chắc chở khoảng độ mười mấy khối. Có một điểm đáng chú ý, sau khi những chiếc xe cơi nới thùng chở quá tải bị xử lý vi phạm, thì chỉ ít phút sau xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt. Các đối tượng này đi ô tô, liên tục theo dõi, quan sát lực lượng xử phạt. Và cũng từ thời điểm các đối tượng lạ mặt xuất hiện tại khu vực, xe quá khổ, quá tải trên đường Hồ Chí Minh ngay lập tức dừng hoạt động. Khi lực lượng triển khai, thì cái khó khăn của chúng tôi là khi chúng tôi tuần tra lưu động trên tuyến để kiểm tra xử lý đối với trường hợp sở vật liệu xây dựng hoặc là về quá khổ tải, thì thường có một cái lực lượng đó là người dân là đi theo bám theo lực lượng chúng tôi, và khi biết đấy thì sử dụng các công nghệ thông tin là gọi xe cho quái đầu hoặc là đỗ vào các cái đường xương cá, và các cơ quan chức năng đến để yêu cầu lái xe ra, thì cái sự bất hợp tác phối hợp trong cái việc này. Có hay không cò mồi hay bảo kê tiếp tay cho xe cơi nới thùng công khai hoạt động trên tuyến đường Hồ Chí Minh rõ ràng đang là một dấu hỏi lớn. Còn thực tế đang cho thấy, cứ khi lực lượng xử phạt ra đường thì xe quá tải ngay lập tức dừng hoạt động.